Đến hay lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày nay với sự bùng nổ và ẩn danh khi sử dụng mạng xã hội, đã có không ít bạn trẻ khi lên mạng thường bĩu môi chê bai đất nước Việt Nam và tiếc rẻ rằng thật là hèn kém khi sinh ra mang quốc tịch của một đất nước vừa nghèo vừa nhỏ bé. Ước gì được sinh ra tại Mỹ, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản thì cuộc sống sẽ sướng hơn biết bao nhiêu. Hay người Việt Nam chẳng làm được điều gì lớn lao nên không có nước nào biết tới. Phong trào tự ti hay nặng hơn là tự nhục ngày nay đã không còn hiếm, và đặc biệt là ở thế hệ Gen Z. Tuy nhiên, có lẽ các bạn trẻ này đã ngủ quên hoặc cúp học trong những giờ lịch sử. Bởi nếu là một người Việt Nam chân chính thì ai trong chúng ta cũng từng được dạy về 3 lần người Việt Nam làm cả thế giới chấn động, một thành tích hết sức đáng tự hào của đất nước ta. Và với lần thứ nhất, chiến thắng quân Mông Nguyên. Nơi đâu có dấu chân ngựa quân Mông Cổ, nơi đó không còn một ngọn cỏ. Năm 1206 đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ thống trị của triều đại Mông Cổ siêu hùng mạnh, dẫn dắt bởi Thành Ca Tử Hãn, một thủ lĩnh tàn bạo đến từ phía Bắc Mông Cổ với tham vọng chinh phạt và trở thành bá chủ toàn thế giới. Đạo quân hùng mạnh, hùng dữ cùng những trận chiến phi nghĩa vô nhân đạo của ông đã quét qua toàn bộ châu Á và thậm chí là châu Âu. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng cuộc chinh phạt xuống phía Nam, quân Mông Nguyên đã không thể vượt qua sự kiên cường và bất khuất của đất nước Đại Việt thời bấy giờ. Với thành tích chiến thắng cả 3 cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên xâm lược, chiến tranh Mông Nguyên – Đại Việt là một trong những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại trong lịch sử của dân tộc, khiến cả thế giới thán phục. Vào đầu thế kỷ thứ 13, các bộ lạc Du Mục, Thát Đát, Tác Tà bước vào giai đoạn thống nhất, dần hình thành đế quốc Mông Cổ. Ngay trong quá trình thống nhất, đất nước Mông Cổ ở phía bắc nước Kim được thống nhất trở nên lớn mạnh, nằm dưới quyền cai quản của Thành Ca Tử Hãn. Năm 1227, Mông Cổ tiêu diệt Tây Hạ. Năm 1234, tiêu diệt Kim ở phía Nam. Từ đây, đội quân Mông Cổ không ngừng lớn mạnh và tổ chức các đạo quân xâm lược, thực hiện các cuộc chiến tranh nhằm bành trướng lãnh thổ từ các nước phía Bắc, phía Tây sang các nước châu Âu và Tây Á. Sau khi đánh chiếm Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc, Mông Cổ giáo diết sửa soạn xâm lược Đại Việt nhằm chiếm đất đai, tạo bàn đạp và thế gọng kìm đánh lên Nam Tống. Chúng muốn đánh chiếm Đại Việt để tạo thế gọng kìm bao vây Nam Tống. Trước tình thế đội quân Nguyên Mông có ý định xâm lược đất nước, vua Trần cũng như tôi tớ và nhân dân ta đều đồng lòng đứng lên kháng địch. Đầu năm 1258, khoảng 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thay chỉ huy theo lưu vực sông Hồng phía Tả Ngạn và Hữu Ngạn sông Thao tiến vào Đại Việt. Tháng 1 năm 1258, hai đạo quân Mông Cổ đi trước cùng đến hội quân ở Bạch Hạc. Chúng xuất phát từ Đại Lý, Vân Nam hiện nay với khoảng 30.000 đến 45.000 quân, bao gồm khoảng 10.000 đến 25.000 kỵ binh Mông Cổ và 20.000 quân Đại Lý tiến vào Đại Việt, chính thức bắt đầu chiến tranh xâm lược tại nước ta. Sau đó, chúng theo đường bộ định tiến về Thăng Long, Quang Ngả, Bình Lệ Nguyên. Về phía ta, nhà Trần có khoảng 10 vạn quân, trong số đó bao gồm 2 vạn cấm vệ quân và 8 vạn quân xương. Nhà Trần chỉ có thể tập trung được khoảng 7 vạn quân để tác chiến với Mông Cổ. Bình Lệ Nguyên chính là trận đầu tiên quân dân Đại Việt đối đầu trực diện với quân Mông Cổ. Địch thần vua Trần Thái Tông và thái tử Trần Hoàng dẫn quân lên nghênh địch tại Bình Lệ Nguyên, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Trên sông Cà Lồ, vua Trần Thái Tông đã lập phòng tuyến chặn giặc. Tuy nhiên, địa hình Bình Lệ Nguyên lại khá thuận lợi cho kỵ binh Mông Cổ phát huy sở trường. Vì thế, trận địa của quân dân nhà Trần bị lấn dần. Đạo quân của tướng Lê Tần, Lê Phụ Trần được lệnh vừa đánh vừa rút. Nhà Trần thực hiện sách lược vườn không nhà trống, đem đi hết lương thực trong thành. Quân Mông Cổ dù chiếm được Thăng Long nhưng lại gặp khó khăn về lương thực. Ngày 29 tháng 1 năm 1258, quân Đại Việt từ sông Thiên Mạc mở đợt phản công đánh địch tại bến Đông Bộ Đầu, bến sông Hồng cạnh kinh thành Thăng Long. Quân Mông Cổ bị đánh bật khỏi kinh thành Thăng Long. Chiếm được kinh thành, quân Mông Cổ gặp nhiều khó khăn vì không có lương thực nên rút chạy theo ngả sông Hồng về Vân Nam. Khi toàn quân Mông Cổ chạy qua đất Quy Hóa, miền Tây Vĩnh Phúc giáp với Yên Bái, Hà Bổng đã tập hợp dân binh các làng tổ chức mai phục. Chiến thắng của các trận phục kích ở Quy Hóa có ý nghĩa to lớn, góp phần khích lệ, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân Đại Việt. Đây là thất bại đầu tiên của Mông Cổ. Sau thất bại năm 1258, quân Mông Cổ vẫn nuôi dã tâm xâm lược Đại Việt. Năm 1279, Mông Cổ tiêu diệt nhà Tống, Hồ Tất Liệt lên ngôi, thiết lập Triều Nguyên. Triều Nguyên nhiều lần cho sứ giả sang dụ dỗ, đe dọa vua tôi triều đình Đại Việt. Nhà Trần đã khôn khéo đấu tranh, kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị về mọi mặt. Hồ Tất Liệt đã chuẩn bị cho một cuộc viễn chinh hùng mạnh chống lại Đại Việt và Champa.
dưới sự chỉ huy của con trai ông là Thoát Hoan. 500.000 kỵ binh và bộ binh đã ồ ạt tiến xuống phía nam để đẩy biên giới của đế chế Mông Cổ đến tận cực nam của bán đảo Đông Dương. Người Mông Cổ yêu cầu quân đội của họ được phép đi qua lãnh thổ Đại Việt để xâm lược Champa. Cuối năm 1284, họ vượt qua biên giới. Lực lượng Việt Nam tổng cộng vỏn vẹn 200.000 người đã không thể chống chọi lại cuộc tấn công dữ dội đầu tiên. Trần Hưng Đạo hạ lệnh rời kinh đô, được vua hỏi rằng: "Thế giặc to như vậy mà chống với nó thì dân sự tàn hại, hay là chậm chịu hàng đi để cứu muôn dân?" Hưng Đạo Vương đáp: "Bệ hạ nói câu ấy thì thật là lời nhân đức, nhưng mà xã tắc tôn miếu thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng." Trần Hưng Đạo lại tập trung quân tại Vạn Kiếp được hơn 20 vạn. Quân Nguyên kéo đến đánh Vạn Kiếp, quân ta lui về Thăng Long. Khi quân giặc kéo đến Thăng Long, quân ta bỏ thành, thực hiện chiến lược vườn không nhà trống, rút lui về Thiên Trường. Lúc này cánh quân của Toa Đô từ phía Champa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa. Thoát Hoan chỉ huy quân đội đánh xuống nhằm bắt sống vua Trần, lúc này đang ở Thiên Trường. Trước tình cảnh nguy cấp, Thượng tướng quân Trần Quang Khải đem binh trấn giữ vùng Nghệ An, Trần Bình Trọng trấn giữ Thiên Trường, Trần Hưng Đạo rước xa giá vua Trần về Thanh Hóa, rồi lại đến Quảng Yên. Quân địch thất bại trong âm mưu bắt được lãnh đạo quân Đại Việt. Một số quý tộc Đại Việt đầu hàng nhà Nguyên, Trần Ích Tắc theo nhà Nguyên được Hốt Tất Liệt ra phong làm An Nam quốc vương. Tuy nhiên Trần Bình Trọng ở lại giữ Thiên Trường, Thoát Hoan vây đánh rồi bị bắt. Trần Bình Trọng thà chết chứ không chịu đầu hàng giặc, để lại câu nói nổi tiếng: "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc." Lúc này quân Nguyên lui về giữ Thăng Long lại thiếu thốn lương thực. Trước thế giặc đã không mạnh như lúc đầu, Trần Hưng Đạo quyết định mở cuộc phản công chống lại quân Nguyên. Cho Văn Vương Trần Nhật Duật làm chủ tướng, Trần Quốc Toàn làm phó tướng chặn đánh cánh quân Toa Đô trong trận Hàm Tử, giành chiến thắng vẻ vang. Quân Toa Đô phải lùi về giữ bãi Thiên Trường. Hay tin thắng trận, Trần Hưng Đạo hiến kế thừa thắng lấy lại kinh thành Thăng Long. Trần Quang Khải, Trần Quốc Toàn, Phạm Ngũ Lão đi thuyền đường vòng ra biển, rồi bất ngờ đánh vào bến Trường Dương, giải phóng Thăng Long. Quân Thoát Hoan thua to phải bỏ thành Thăng Long rút lên phía Bắc Ninh. Tháng 5 năm 1858, Trần Hưng Đạo đích thân chỉ huy quân Đại Việt đánh bại quân Nguyên do Toa Đô chỉ huy trong trận Tây Kết. Toa Đô chết trận, Ô Mã Nhi bỏ trốn về nước. Trong trận Vạn Kiếp, quân Nguyên thua to, Thoát Hoan phải chui vào cái ống đồng để quân sĩ kéo chạy. Đến Quảng Yên, quân Nguyên lại bị chặn đánh thêm lần nữa. Quân Nguyên thua tan tác nhưng Thoát Hoan, Phan Tiếp vẫn thành công chạy trốn về nước. Sau hai lần đánh Đại Việt đều thất bại, vua nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt vô cùng tức giận, quyết tâm cử binh đánh nước Nam để phục thù. Lúc này nhà Nguyên đang chuẩn bị đánh Nhật Bản, nhưng Hốt Tất Liệt cho dừng lại để đánh Đại Việt. Tuy nhiên Hốt Tất Liệt tự phong cho Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương, lấy cớ để đưa về nước lên ngôi mà giấy binh sang nước Đại Việt. Nhà Nguyên đã huy động 30 vạn quân, Thoát Hoan làm nguyên soái, Ô Mã Nhi và Phan Tiếp giữ chức tham tri chính sự. Về vấn đề lương thực, Trương Văn Hổ đi đường biển chở theo 17 vạn thạch lương. Cuối tháng 12 năm 1287, quân Mông Nguyên bắt đầu cuộc tấn công vào lãnh thổ Đại Việt, trong đó Thoát Hoan chỉ huy đạo quân đường bộ đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang. Ô Mã Nhi theo đường thủy ngược sông Bạch Đằng tiến về hội quân với Thoát Hoan. Cuối tháng 1 năm 1288, Thoát Hoan chia quân làm ba hướng đánh chiếm thành Thăng Long. Tuy chiếm được kinh thành nhưng quân Đại Việt đã rút lui mà không để lại lương thực cho địch. Áp dụng triệt để chiến thuật vườn không nhà trống, đội quân của Thoát Hoan lương thực sắp cạn nên lệnh cho cánh thủy quân do Ô Mã Nhi chỉ huy gấp rút vận chuyển lương thảo. Đội quân của Ô Mã Nhi truy bắt xa giá vua Trần nhưng nhà vua đã vượt biển về Thanh Hóa. Ô Mã Nhi tiếp tục dẫn đầu đoàn thủy quân đi ngang qua Thái Bình, cho người phá hủy lăng thờ các vua nhà Trần. Khi đến Vân Đồn, Ô Mã Nhi đụng độ quân của Trần Khánh Dư. Theo sách Việt Nam sử lược, trong lần đụng độ đầu tiên, Trần Khánh Dư thua trận. Sau đó đội quân của Ô Mã Nhi đi trước về hội quân với Thoát Hoan. Đoàn thuyền chở lương thực, binh khí do Trương Văn Hổ chỉ huy theo sau. Tận dụng thời cơ đó, tướng Trần Khánh Dư đánh chặn đoàn thuyền quân lương này, thu hoạch đại thắng. Đa số các thuyền quân lương của địch bị đánh chìm. Quân Đại Việt thu được khí giới nhiều vô số. Thoát Hoan nghe theo, bèn chia quân theo hai đường thủy bộ về nước. Thủy quân do Ô Mã Nhi, Phan Tiếp chỉ huy rút về theo đường sông Bạch Đằng. Về phía Đại Việt, Nguyễn Khoái bí mật cho binh lính đóng cọc nhọn, bịt sắt vào lòng sông Bạch Đằng. Phạm Ngũ Lão, Phạm Chế Nghĩa lại đem binh mai phục ở ải Nội Bằng, nay thuộc Lạng Sơn. Khi quân Nguyên do Ô Mã Nhi đến sông Bạch Đằng, Nguyễn Khoái đem thủy quân giả vờ đánh thua, dụ địch vào trận địa cọc ngầm. Khi quân địch đuổi tới, nước thủy triều rút xuống làm lộ ra bãi cọc ngầm. Quân Đại Việt hai bên bờ đánh xuống, thuyền của quân Mông Nguyên lại va vào bãi cọc, đắm rất nhiều.
sau trận Bạch Đằng Giang năm 1288, thủy quân của quân Nguyên Mông tan vỡ, Ô Mã Nhi phản tiếp bị bắt ở phía cánh quân đường bộ. Thoát Hoan chỉ huy quân Nguyên rút lui, bị Phạm Ngũ Lão chặn đánh. Thoát Hoan thành công chạy thoát về nước, nhưng quân Mông Nguyên thiệt hại nặng nề. Mông Nguyên đương thời là đế quốc lớn nhất thế giới. Những nơi người Mông Cổ bại trận lúc đó đều phần nhiều là bởi lý do khách quan, như Ai Cập thì quá xa xôi và binh lực Mông Cổ ở đó khá ít. Nhật Bản và Nam Dương đều có biển cả ngăn cách, trong khi quân Mông không có kinh nghiệm đánh đường thủy, lại xui xẻo gặp bão to, thần phong ở Nhật Bản nên mới bị thua trận. Phải nói rằng đế chế Nguyên Mông thời này hầu như đã bành trướng đến điểm giới hạn mà họ có thể đạt được. Người Mông Cổ xuất thân từ Thảo Nguyên, không có kiến thức hàng hải tốt nên không thể tổ chức tốt những cuộc xâm lược các đảo quốc và những nước ven biển như Chiêm Thành, Nam Dương, Trà Hoa, Nhật Bản. Thế nhưng nước Đại Việt lúc đó nằm liên kề trên đại lục Đông Á, trung đường biên giới cả ngàn dặm với người Mông Cổ mà người Mông vẫn không đánh chiếm được. Một đế quốc đã đánh chiếm cả đại lục Á Âu mà không lấy nổi một giải đất bé nhỏ ở phía Nam. Tổng cộng 3 đợt xuất quân, Mông Nguyên huy động khoảng 600.000 tới 1 triệu lượt quân, trong khi dân số Đại Việt khi ấy chỉ khoảng từ 3 đến 4 triệu. Có so sánh tương quan lực lượng với kẻ địch và vị trí địa lý với những quốc gia làm được điều tương tự mới thấy được sự vĩ đại của chiến công 3 lần đánh đuổi quân Mông Nguyên của nhà Trần. Thất bại của Mông Cổ trong trận chiến này mang sự tự tin cho các quốc gia châu Á nhỏ xung quanh về các cuộc chiến của họ chống lại quân Mông Cổ sau này, đồng thời cũng đè bẹp tham vọng chinh phục toàn bộ Đông Nam Á của nhà Nguyên. Riêng Trần Hưng Đạo sau này cũng được nhiều nhà sử học đưa vào danh sách top 10 vị tướng vĩ đại nhất mọi thời đại. Đủ để hiểu Việt Nam chúng ta đã làm chấn động thế giới như thế nào. Lần thứ hai, chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau cuộc cách mạng tháng 8, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Nhưng thực dân Pháp từ lâu đã có ý đồ xâm lược trở lại Đông Dương. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, được đế quốc Mỹ, Anh thỏa thuận, chính quyền De Gaulle quyết định gây chiến tranh, đặt lại ách thống trị ở Đông Dương. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Quốc phòng Pháp quyết định đưa 6 vạn quân sang Đông Dương. Mặc dù mới có một bộ phận nhỏ quân Pháp theo gót quân Anh vào miền Nam, nhưng dựa vào gần 2 vạn lính Pháp còn lại tại Đông Dương và sự tiếp tay của quân Anh, ngày 23 tháng 9 năm 45, quân Pháp gây hấn đánh chiếm Nam Bộ. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta bắt đầu. Từ ngày 23 tháng 9 năm 45 đến năm 46, cuộc kháng chiến diễn ra trên chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Mặc dù lực lượng vũ trang của ta ở đây rất nhỏ và yếu, nhưng có những đoàn quân Nam tiến từ miền Bắc, miền Trung vào, những đoàn quân của Việt Kiều, từ Lào, từ Campuchia, từ Thái Lan về, nhất là nhân dân đứng lên tổ chức đánh địch nên đã từng bước ngăn chặn quân địch, làm phá sản chiến lược, đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. Tuy nhiên vào thời điểm này, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đang đứng trước muôn vàn khó khăn, không thể tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô cả nước với thực dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng, cố gắng giải quyết cuộc xung đột Pháp-Việt bằng con đường hòa bình, chỉ ít cũng trì hoãn cuộc chiến tranh chậm nổ ra để ta có thời gian chuẩn bị lực lượng. Các cuộc hòa đàm Việt-Pháp diễn ra, Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 46 và Tạm ước Việt-Pháp ngày 15 tháng 9 năm 46 được ký kết, chiến tranh bị đẩy lùi một bước. Đêm ngày 19 tháng 12 năm 46, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, cả nước đứng lên kháng chiến. Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu. Thu đông năm 47, Pháp tập trung trên 2 vạn quân mở cuộc tấn công lớn, hiệp đồng quân binh chủng từ nhiều hướng bao vây căn cứ Việt Bắc, tiêm diệt quân chủ lực và đầu não kháng chiến của ta. Mục tiêu chiến dịch không đạt được lại bị thiệt hại nặng và có nguy cơ bị bao vây tiêu diệt nên địch phải rút lui. Ngày 22 tháng 11, quân Pháp bắt đầu rút khỏi Việt Bắc, dọc đường bị quân ta phục kích một số trận. Ngày 22 tháng 12 năm 1947, chiến dịch kết thúc. Chiến dịch Việt Bắc kết thúc giành thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Quân ta loại khỏi vòng chiến đấu 6.000 địch, đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của địch, làm phá sản chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của chúng, bảo vệ cơ quan lãnh đạo, chuyển kháng chiến sang giai đoạn mới. Sau chiến dịch Việt Bắc, thực dân Pháp phải chuyển hướng chiến lược chiến tranh, từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh phải chuyển sang đánh lâu dài, thực hiện chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, từ mở rộng vùng chiếm đóng chuyển sang củng cố vùng chiếm đóng, từ những cuộc hành quân lớn nhằm tiêu diệt quân chủ lực của ta chuyển sang nhiều cuộc hành quân nhỏ đánh vào cơ sở kinh tế, chính trị và diệt từng bộ phận lực lượng vũ trang ta. Chúng ra sức củng cố ngụy quyền, phát triển ngụy quân, tranh thủ viện trợ Mỹ. Tháng 6 năm 1950, Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.
khai thông biên giới Việt Trung, gắn liền với phe xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 16 tháng 9, quân ta nổ súng đánh Đông Khê Lạng Sơn, mở màn chiến dịch, sau đó đòn đánh diệt hai binh đoàn quân Pháp đến tăng cường cho Thất Khê, sợ bị tiêu diệt. Quân Pháp phải rút chạy khỏi các cứ điểm từ Thất Khê đến Lạng Sơn. Quân ta truy kích diệt thêm một số quân Pháp. Ở các địa phương, quân dân ta đẩy mạnh hoạt động tiến công phối hợp với chiến dịch biên giới. Ngày 14 tháng 10 năm 50, ta kết thúc chiến dịch. Chiến dịch biên giới, ta đã diệt được trên 8.000 quân địch, thu nhiều vũ khí trang bị, giải phóng vùng biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập, Lạng Sơn. Mở rộng giao lưu quốc tế, làm thay đổi cục diện chiến tranh, giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường. Sau thất bại ở chiến trường biên giới, thực dân Pháp còn cố giành lại quyền chủ động chiến lược bằng cách tăng quân, thay tướng, xin thêm viện trợ Mỹ. De La Tri de Tassini, viên tướng được coi là tài giỏi nhất của nước Pháp lúc đó, được cử sang Việt Nam với kế hoạch phát triển quân số, xây dựng hệ thống cứ điểm vững chắc, tập trung giữ chiến trường chính là Bắc Bộ, đồng thời tăng cường càn quét Bình Định, Trung Bộ và Nam Bộ, kết hợp với đánh phá, bao vây kinh tế, chiến tranh tâm lý với vùng căn cứ kháng chiến. Tháng 5 năm 1953, tướng Henri Navarre được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp. Navarre đề ra kế hoạch mới gọi là kế hoạch Navarre, định giành thắng lợi quân sự có ý nghĩa chiến lược trong vòng 18 tháng, làm cơ sở cho một giải pháp chính trị, mở lối thoát danh dự cho Pháp. Nắm chắc âm mưu của địch, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân từ năm 53 đến năm 54, gồm nhiều chiến dịch trên một số hướng chiến lược, đẩy mạnh chiến tranh du kích, sẵn sàng tiêu diệt địch khi chúng đánh vào vùng tự do nhằm đánh bại cố gắng cao nhất của Pháp Mỹ. Ta đã mở chiến dịch Tây Bắc Thượng Lào, phối hợp với bạn giải phóng Trung Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia, chiến dịch Bắc Tây Nguyên, các chiến trường Đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, cực Nam Trung Bộ, Nam Bộ đẩy mạnh tiến công địch, tiêu hao phân tán, kiềm chế lực lượng địch để phối hợp với các chiến dịch lớn. Để giữ Tây Bắc Việt Nam và Thượng Lào, Navarre cho quân nhảy dù tăng cường cho Điện Biên Phủ, xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh, thành nơi tập trung binh lực thứ hai sau Đồng bằng Bắc Bộ. Quân Pháp chấp nhận đương đầu với chủ lực ta ở Điện Biên Phủ, coi đây là nơi nghiền nát chủ lực Việt Minh. Như vậy, Điện Biên Phủ lúc đầu không có trong kế hoạch thì nay lại trở thành trung tâm điểm của kế hoạch Navarre. Tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng của ta gồm 3 đại đoàn 308, 312, 316 và 1 trung đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công binh, pháo binh, 351. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp được cử làm tư lệnh chiến dịch. Kế hoạch lúc đầu ta chủ trương tiến công ào ạt, đánh nhanh thắng nhanh, nhưng sau khi nắm cụ thể tình hình địch, ta thấy không bảo đảm chắc thắng nên chuyển sang phương châm đánh chắc, tiến chắc. Chiều ngày 13 tháng 3 năm 54, chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn. Sau 3 đợt tiến công, 55 ngày đêm chiến đấu anh dũng, quyết liệt, mưu trí, sáng tạo. Cuối ngày 7 tháng 5, quân ta giải phóng hoàn toàn Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch gồm 16.200 tên. Trong đó tướng De Gasperi, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Thắng lợi quyết định của lực lượng Việt Minh dưới quyền Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch ác liệt đánh dấu sự chấm dứt của chiến tranh Đông Dương. Chính trận chiến này đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia thuộc địa đầu tiên dùng vũ lực buộc quân đội một nước phương Tây rút về nước, giành được độc lập, được xem là một đòn giáng mạnh vào nước Pháp nói riêng và thế giới phương Tây nói chung. Được chiến thắng của người Việt Nam cổ vũ, các khu vực thuộc địa ở châu Phi cũng đồng loạt nổi dậy. Nhiều người đã ăn mừng tại các vùng thuộc địa Pháp từ Algiers, Algeria qua Dakar, Senegal đến Tananarive, Madagascar. Chỉ 3 tháng sau trận Điện Biên Phủ, nhân dân Algeria, thuộc địa lớn nhất của Pháp đã nổi dậy đòi độc lập. Nửa năm sau lại đến các nước Maroc và Tunisia. Hàng chục nước thuộc địa khác cũng nổi dậy trong vài năm sau đó. Đến năm 1967, Pháp đã buộc phải trao trả quyền độc lập cho tất cả các nước thuộc địa. Qua đó, đại thắng Điện Biên Phủ của Việt Minh là một thảm họa đánh dấu cho thất bại hoàn toàn của Pháp trong việc tái xây dựng thuộc địa Đông Dương nói riêng và đế quốc thực dân của mình nói chung sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm 1962, trong lời đề tựa cuốn Đêm Thực Dân, nhà lãnh đạo giải phóng dân tộc Ferhat Abbas, sau này trở thành tổng thống đầu tiên của Algeria, đã viết: Điện Biên Phủ không chỉ là một chiến thắng quân sự, đó là khẳng định của người dân châu Á và châu Phi trước người châu Âu. Đó là xác nhận về nhân quyền quy mô toàn cầu. Tại Điện Biên Phủ, nước Pháp đã đánh mất sự hiện diện hợp lý duy nhất. Đó là lý lẽ của kẻ mạnh. Năm 2013, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã gọi Võ Nguyên Giáp là người anh hùng quân đội của nền độc lập Việt Nam, là nhà chiến lược vĩ đại đã khiến cho thực dân Pháp phải kinh hoàng ở Điện Biên Phủ. Và tên tuổi của ông sẽ vận mãi khắc sâu trong ký ức của nhân dân Algeria.
Lần thứ ba, chiến tranh chống Mỹ. Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về những diễn biến chính của cuộc chiến này, bởi Hồi ức thời chiến đã thực hiện rất nhiều video về cuộc kháng chiến chống Mỹ rồi. Hôm nay hãy cùng nhau phân tích xem tầm vóc của chiến thắng này là lớn đến mức nào. Hoa Kỳ thời đó là quốc gia giàu mạnh nhất hành tinh, có quân đội được đào tạo bài bản và trang bị hùng hậu bằng những vũ khí tân tiến nhất. Hoa Kỳ không chỉ tham chiến một mình mà còn lôi kéo được hàng chục đồng minh khác. Đó là chưa kể đến con rối mang tên Việt Nam Cộng Hòa. Còn nhìn lại thì Việt Nam chúng ta có gì? Một đất nước vừa kiệt quệ sau chiến tranh chống Pháp mà vốn dĩ chúng ta cũng chưa bao giờ mạnh về kinh tế hay quân sự ở thế kỷ 20 trước đó. Và so về quy mô hay dân số thì còn thua cả một bang của nước Mỹ. Ấy thế mà Việt Nam bằng lòng yêu nước, sự quả cảm, quyết tâm cùng tài trí thông minh của một thế hệ vĩ đại đã đi qua bao gian khó để làm nên một cơn địa chấn ngoạn mục, điều có thể được ví như chuyện cổ tích thời hiện đại. Bởi trong khi những nước mạnh như Đức hay Nhật Bản còn không thể đụng đến một cái móng chân của Hoa Kỳ, thì Việt Nam ta lại làm chúng chao đảo hết lần này đến lần khác và phải muối mặt nhục nhã rút quân về nước. Kể từ nội chiến, nước Mỹ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc chiến gây chia rẽ lòng người như thế. Hơn một thế hệ đã trưởng thành kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhưng nhiều người Mỹ vẫn còn bị ám ảnh bởi những ký ức về cuộc chiến ấy. Đến nỗi họ có câu nói đầy chua chát rằng, có lẽ sai lầm lớn nhất của chúng ta tại Việt Nam là đã không nhận ra rằng chúng ta đang chiến đấu với thế hệ vĩ đại nhất của đất nước này. Một thế hệ với quyết tâm thống nhất và duy trì sự tồn tại của dân tộc, sẵn sàng đứng lên đánh đuổi hết quân ngoại xâm này đến ngoại xâm khác. Và phần kết của video, chúng tôi muốn đưa ra một lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ rằng, đừng bao giờ tự ti khi là người Việt Nam. Chúng ta đã từng nhiều lần làm chấn động thế giới. Và trong tương lai, chắc chắn... Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, Hồi ức thời chiến xin được cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.